Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Windy Kim. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để được thông báo khi có những video hướng dẫn mới nhất nha. Hôm nay nhà mình sẽ tiếp tục học về các mẫu kiểu tay áo. Và phần hôm nay sẽ chuyên về các mẫu có phần tay đổ sóng. Thì đầu tiên mình sẽ dùng một cái rập cơ bản như thế này. Bạn nào chưa biết cách vẽ một cái rập tay cơ bản thì có thể xem ở video hướng dẫn vẽ rập tay áo cơ bản nha. Và với phần tay này thì sẽ có khác một chút xíu so với phần tay cơ bản là cái phần đường chéo này. Cái phần đường chéo từ phần vai tới cái phần nách, với công thức cơ bản sẽ là nách trước cộng nách sau chia cho 2. Thì chắc là khi mà các bạn may, các bạn sẽ thấy là thường khi mình cắt cái phần tay này thì nó sẽ thường dư khoảng 2cm so với phần nách áo của mình. Tại sao có cái phần dư này? Bởi vì khi mà mình may trong kỹ thuật may mặc thì khi các bạn may thì cái phần nách áo nó sẽ cần có cái độ ôm và cái phần tay áo nó sẽ có một cái độ phồng ra chút xíu. Thì khi may thường là mình sẽ đặt phần nách áo ở trên, phần tay áo ở dưới. Và khi may mình sẽ kéo nhẹ phần nách áo thì nó sẽ vừa với lại phần tay áo. Và khi mặc lên dáng thì nó sẽ có cái phần nách thì ôm và ngược, nhưng mà cái phần tay nó sẽ hơi phồng nhẹ lên chút xíu thì nó mới là đúng nha. Nhưng mà với mẫu tay này thì mình sẽ không nên có cái đoạn dư 2cm này, nên là mình sẽ trừ đi 1cm. Tức là công thức cái đường chéo này, các bạn sẽ lấy nách trước cộng nách sau chia 2, sau đó trừ đi 1. Ví dụ vòng nách ở đây khi mình đo trên rập, nách trước cộng nách sau là 38, mình chia 2 được là 19, thì mình sẽ trừ đi 1 là còn 18cm cho cái đường chéo này. Với mẫu tay đổ đầu tiên thì mình sẽ khuyến khích là mình sẽ may trên phần tay lỡ. Để biết phần chiều dài tay lỡ nào là cơ bản thì nếu như các bạn có thể đo trên người trực tiếp thì càng tốt. Hoặc là cách thứ hai là cái phần này các bạn có thể làm như thế này là chuẩn nha. Tức là cái phần đường ngang nè, cái phần đường ngang phần nách ở đây các bạn sẽ gấp đôi xuống, đánh dấu một điểm ở đây, là mình sẽ được một cái phần tay lỡ trung bình như thế này. Và cách rã rập đầu tiên, đây, từ phần đường ngang của cái phần tay lỡ cơ bản ở đây, từ phần đường này các bạn sẽ lấy lên khoảng 3cm. Và nhớ là luôn giữ cái trục này chia đôi cái phần tay này ra nha. Và vẫn sẽ có phần nách trước và nách sau. Nách trước nó sẽ nhỏ hơn. Đây, phần này sẽ là phần nách trước. Phần này sẽ là phần nách sau. Thì đầu tiên là trên cái đường chéo này các bạn sẽ chia làm 2. Bạn nào kỹ thì có thể mình đo cái vòng nách ở đây rồi mình chia làm 2 nha. Sau đó các bạn sẽ kẽ nối với đoạn này. Và các bạn cũng có thể đo cái phần nách bên phía bên này mình chia làm 2, hoặc là các bạn cũng có thể mình chỉ giống qua phần này thôi, giống đối xứng qua bên này cũng được nha. Sau đó tiếp tục nối. Sau đó các bạn sẽ chia cái đoạn cong này thành 3 phần bằng nhau. Sau đó các bạn cũng có thể giống qua cho nó đối xứng qua phía bên này. Sau đó trên cái đường trục chính giữa nè, các bạn sẽ đặt cái thước vào và chia đoạn này thành 2 phần bằng nhau, nối cái điểm trên cùng với cái đoạn này. Tiếp tục chia đoạn này thành 2 phần bằng nhau và mình sẽ nối điểm này.
Sau đó mình sẽ cắt để rã ra phần này ra. Các bạn sẽ cắt theo chiều như thế này, cắt từ trên xuống tới đây. Mình sẽ cắt như thế này. Đây là chiều cắt xuống đây ha. Cắt đoạn chính giữa ra xong thì các bạn sẽ cắt từ trong cắt ra. Này, bây giờ mình sẽ cắt cái phần này ra. Chỉ khi nào các bạn may tay lỡ thì các bạn mới rã rập theo kiểu này nha các bạn. Nếu mà các bạn may tay dài thì mình không có rã ngay đây được, tại vì nó sẽ vướng cái phần ở đây. Đầu tiên mình sẽ cắt từ trên xuống. Nhớ là không cắt đứt nha, cắt giữ lại ở đây. Đây, các bạn sẽ cắt ra như thế này. Sau đó mình sẽ đặt phần rập này lên một tờ giấy khác. Và với tờ giấy này thì các bạn vẫn kẻ một cái đường trục chính giữa nha. Mục đích là mình để cho hai bên nó cân xứng với nhau. Sau đó mình sẽ rã rập cái phần này ra. Các bạn sẽ kẻ một đường trục phía trên vuông góc với lại cái đường trục chính giữa. Sau đó xoay cái phần phía trên này, sao cho hai đường này nó sẽ nằm thẳng hàng với nhau như thế này. Đây, khi các bạn xoay sẽ cho hai cái đường phía trên này nó sẽ nằm trên cái đường vuông góc này. Và cái trục chính giữa nó không thay đổi, nó nằm vẫn ngay cái đường chính giữa ở đây. Sau đó các bạn sẽ dán cố định hai miếng phía trên trước. Cái khoảng cách giữa hai cái đầu này chính là cái khoảng cách của cái phần đổ chính giữa. Nên là nếu các bạn muốn cho cái phần đổ dài thì các bạn sẽ cho cái phần này rộng ra. Còn nếu như các bạn muốn cái phần đổ chính giữa nó không dài lắm thì mình sẽ cho cái phần này vừa phải lại nha. Này tùy theo các bạn thôi nha. Nhớ so khoảng cách giữa hai đoạn này cho nó bằng nhau. Sau đó tiếp tục điều chỉnh đường thứ hai, dán cố định lại. Nhớ so hai bên là cân đối với nhau. Nó vẫn có thể trùng với nhau như thế này nha các bạn, không nhất thiết là phải cách xa nhau ra. Tiếp tục điều chỉnh đường thứ ba và dán cố định lại. Và cuối cùng là mình dán cố định miếng dưới cùng. Bây giờ mình sẽ vẽ lại cái phần rập mới này. Vẽ cong lại đoạn chính giữa trước. Tiếp tục vẽ cong đường này. Các bạn vẽ lại cho nó mềm mại nha. Đây, xong một cái rập tay như thế này. Thì khi mình may hai cái điểm này, hai bên này nó sẽ gộp lại dính liền với nhau, thì nó sẽ có một cái đoạn hở chính giữa này. Và thường nếu như cái đoạn này mà các bạn may nối liền với nhau thì nó sẽ không được mềm mại cái tay, mà nó sẽ hơi cứng. Nên là mình sẽ làm một cái miếng như là miếng nẹp ở phía trong. Thì cái miếng nẹp này mình sẽ cắt như thế nào? Đây, các bạn từ chính giữa này các bạn sẽ lấy lên khoảng 5 cm. Và từ hai bên này các bạn sẽ lấy lên khoảng 2.5 cm. Cái phần này mình sẽ vẽ nó nằm ở phía trong của áo nha. Các bạn có thể vẽ cho nó ra ngoài chút xíu, dư chút xíu cũng được, chút mình cắt lại sau ha. Sau đó mình sẽ vẽ cong cái đoạn này cho nó mềm mại lại. Phần này chỉ là ở phía trong thôi nha các bạn, mình không có cần quan trọng lắm. Đây, mình được một cái rập tay áo như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cắt rời phần rập này ra. Đây, mình sẽ được một cái rập tay áo như thế này. Các bạn có thể bỏ đi cái phần cũ đi nha. Được một cái phần rập tay như thế này. Và vẫn nhớ đánh dấu đâu là phần trước, đâu là phần nách sau. Khi may thì cái phần này mình sẽ gập vào trong, nên là các bạn sẽ gập lại ở đây. Đây, các bạn sẽ thấy cái phần này như thế này, thì mình sẽ gọt đi cái phần này cho bằng lại. Và với mẫu tay áo này thì các bạn sẽ dùng chất liệu mềm rũ như là van, chiffon, lụa,
Và để khi cái phần rũ này lên được cái tay áo đẹp thì mình sẽ cắt canh vải xéo, tức là cái đường trục này nó sẽ trùng với lại đường trục vải 45 độ, vải xéo 45 độ. Các bạn đặt lên vải thì các bạn sẽ canh cái vải xéo 45 độ, và cái đường trục chính giữa này nó sẽ trùng với lại cái đường canh xéo 45 độ nha. Khi các bạn cắt trên vải nè, các bạn sẽ trải thẳng vải ra. Với một số vải như là vải von, vải phi hoặc là vải lụa thì nó hay bị trơn vải, nó hay bị chạy vải, thì cách xử lý là các bạn có thể đặt lên một miếng vải khác. Đây là một phần vải khác có cái độ đầm để cho nó giữ cố định lại cái phần vải phía trên thì mình cắt nó sẽ dễ hơn. Và với mẫu tay này thì các bạn sẽ cần cắt là vải xéo 45 độ. Và để cắt cho đúng canh vải xéo 45 độ thì các bạn có thể làm một cách thủ công như thế này. Các bạn có thể trải thẳng vải ra và đo từ phần góc này lên. Ví dụ mình đo là một đoạn 40cm. Tiếp tục đo theo cái chiều này, một đoạn 40cm. Đo trên này luôn là 40cm. Thì nó sẽ có một cái điểm giao nhau ở đây. Thì bây giờ các bạn đặt cây thước như thế này, tức là đây là cái đường chéo 45 độ, là cái đường chéo của hình vuông đó các bạn. Đây, thì cái đường này chính là phần canh vải xéo 45 độ. Sau đó các bạn sẽ đặt phần rập lên. Đây, cái đường chéo chính giữa này nó sẽ trùng với lại cái đường canh xéo 45 độ. Sau đó các bạn sẽ sang dấu rập. Và nhớ đánh dấu hai điểm này, là hai điểm mình sẽ may trùng lại với nhau. Khi cắt thì các bạn cũng chừa đường may như bình thường thôi, có thể chừa khoảng 1cm đường may. Phần đường phía trên này của phần nẹp không có đường may nên là mình không cần chừa đường may nha các bạn. Được một phần tay áo như thế này. Sau khi cắt xong phần vải thì khi các bạn ráp may, các bạn sẽ ráp phần sườn tay vào trước. Và ở trên này sẽ có hai điểm, là cái phần trên cùng của phần rập, mình có đánh dấu hai điểm ở đây. Thì các bạn sẽ có thể đính sơ vào ở đây, các bạn sẽ dùng kim mình đính sơ lại ở đây. Các bạn có thể đính hoặc là khi các bạn ghim vào trực tiếp trên cái phần tay áo. Đây là mặt trong ha, thì hai cái phần hai bên này, hai cái phần dư để làm phần nẹp này thì nó sẽ bẻ ra hai bên. Đây, bẻ ra như thế này. Bạn cũng có thể may sơ một đường ở đây. Sau đó các bạn sẽ ráp may phần này vào phần nách áo ha. Thì khi các bạn lộn ra thì cái phần nẹp nó sẽ nằm ở phía trong. Và tự nhiên nó sẽ tạo thành một cái đổ sóng như thế này. Khi các bạn ráp lên phần áo thì nó sẽ có cái độ đổ sóng như thế này. Đây, độ đổ sóng tự nhiên, không cần xếp ly hay là nếp gấp gì hết ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn kiểu tay đổ thứ hai. Kiểu tay đổ này thì thường là mình sẽ dùng trong những cái phần tay áo dài tay. Nếu như mà các bạn may phần tay áo là tay dài thì các bạn sẽ không thể rã theo cách đầu tiên được, thì mình sẽ rã theo cách thứ hai như thế này. Đầu tiên các bạn cũng sẽ gấp từ cái phần đường ngang nách ở đây nè, các bạn gấp xuống để đánh dấu một điểm. Đây, mình sẽ vẽ từ đường này trở lên nha. Vẫn lưu ý là vẫn sẽ kẻ cái đường trục chính giữa. Sau đó từ phần điểm này các bạn cũng lấy lên khoảng 3cm. Và các bạn sẽ vẽ nối từ điểm này qua hai cạnh hai bên của phần tay. Thì với tay này thì các bạn nên cắt cái phần ống tay là ống tay ôm nha, thì phần phía trên nó mới giữ được cái độ xòe. Trên cái đoạn này, từ phần ngang nách trở xuống cái đường này, các bạn sẽ chia thành 3 phần bằng nhau. Các bạn cũng lấy đối xứng qua với phía bên còn lại nha. Sau đó từ trên này xuống thì các bạn sẽ chia tổng cái đoạn này thành 3 phần bằng nhau. Và các bạn sẽ nối những cái điểm này với nhau. Khi các bạn cắt phần rập thì các bạn sẽ cắt từ phần trên tới điểm này. Cắt từ trên xuống tới điểm này,
Tới đây thì các bạn sẽ cắt ra hai bên. Tiếp tục cắt những cái đoạn này ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cắt ra nha. Tới đây các bạn sẽ cắt ra hai bên. Được cái phần rập như thế này, bây giờ mình sẽ đặt lên một tờ giấy khác để mình rã rập ra nha. Các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy khác để mình sang dấu rập. Và nhớ là cũng kẽ một cái đường trục chính giữa ở đây. Đây các bạn sẽ đặt cho cái đường trục chính giữa này trùng với lại đường trục phía dưới. Với mẫu này thì mình sẽ dán cố định cạnh phía dưới trước nha. Sau đó mình sẽ mở rộng những cái phần rập này tùy theo các bạn muốn có cái độ xòe rộng ra bao nhiêu. Đây các bạn sẽ mở rộng những cái phần này ra. Phần này thì các bạn có thể mở từ phần dưới lên, tức là mình sẽ dán từ những cái điểm chỉ phía dưới này. Các bạn càng muốn nó có cái độ rũ nhiều, độ phồng nhiều thì mình sẽ tăng cái phần giãn cách những cái phần rập này rộng ra. Nhớ khi dán thì hai bên phải đối xứng với nhau. Để biết hai bên đã đối xứng chưa, các bạn có thể đặt cây thước như thế này. Sao cho hai điểm phía trên này nó sẽ nằm trên một cái đường thẳng. Đây, điểm trên cùng nó sẽ nối lại với nhau thành một đường thẳng nha các bạn. Vuông góc với lại đường trục chính giữa nè. Sau đó tương tự như là mẫu lúc nãy thì mình cũng sẽ làm thêm một cái phần nẹp liền ở đây. Thì phần nẹp liền này mình cũng lấy từ phần đường này lên là 5cm và hai cạnh hai bên là khoảng 2.5cm. Sau đó vẽ nối lại. Các bạn cũng vẽ nối lại hai bên như thế này. Các bạn có thể vẽ rộng chút xíu, chút nữa mình cắt sau vẫn được ha. Sau đó mình sẽ sang dấu lại phần rập này. Ngay cái đoạn này các bạn có thể cho nó lượn ra ngoài chút xíu khoảng 0.5cm cho cái phần tay của mình đi nó được êm ha. Sau đó các bạn cũng cắt rời phần rập này ra. Sau đó tương tự các bạn cũng sẽ gấp cạnh trên này xuống. Mình sẽ được một cái phần rập tay áo như thế này. Đây, và sau khi mình đã gỡ cái phần giấy cũ ra thì mình sẽ được một cái phần rập tay hoàn chỉnh như thế này. Và vẫn nhớ lưu ý là có phần nách trước và nách sau. Tương tự khi mà các bạn sang dấu rập, các bạn cũng đặt phần rập này lên. Và đây là canh vải xéo 45 độ. Sau đó sang dấu rập như bình thường. Và các bạn cũng cắt trừ đường may. Và cạnh phía trên này mình không trừ đường may. Đây, các bạn sẽ được một phần tay áo như thế này. Với mẫu số 2 này thì khi ráp may các bạn cũng tương tự mẫu đầu tiên. Các bạn cũng sẽ ráp lại phần sườn của phần tay áo, đính lại hai điểm trên cùng và cho phần nẹp nằm phía trong. Sau đó các bạn có thể để vuông lên. Với mẫu này thì mình có thể để cho nó thành một cái tay đổ, độ sóng, độ bèo tưởng như thế này. Hoặc là nếu các bạn đẩy cái phần sóng và chính giữa thì nó cũng sẽ tạo thành cái phần nếp gấp tự nhiên như thế này. Đây, với mẫu này khi các bạn may lên phần áo thì các bạn có thể để cho nó đổ bèo ra phía trước như thế này hoặc là ra phía sau. Còn nếu các bạn đẩy cái phần này vào chính giữa thì nó sẽ tạo thành những cái nếp sóng như thế này. Lên phần áo rất là xinh và điệu đàng đúng không nào? Và vẫn giữ được cái phần tay ôm. Kiểu tay đổ thứ ba là mình sẽ không rã từ phần phía bắp tay mà mình chỉ rã cái phần trên mang tay này thôi. Với dạng này thì các bạn có thể ứng dụng trong tay lỡ hoặc là tay ngắn. Đây các bạn cũng kẻ hai đường trục ở đây, đường trục chính giữa và đường trục ngang nách. Sau đó trên cái đoạn này các bạn sẽ chia tổng cái đoạn này thành 3 phần bằng nhau. Và các bạn có thể kẻ những cái đường vuông góc ở đây.
Sau đó khi các bạn cắt rập, các bạn sẽ cắt như thế nào? Cắt từ trên này xuống dưới đây. Sau đó từ giữa này các bạn sẽ cắt qua hai bên. Đây, các bạn sẽ cắt theo những cái chiều này nha. Đây, được phần rập rờ ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy khác và tương tự vẫn kẻ một cái đường trục chính giữa ở đây. Sau đó mình sẽ dán cố định cái phần phía dưới này trước. Phần chính giữa này các bạn chỉ rã ra một đoạn nhỏ khoảng 1 đến 1.5 cm thôi nha. Còn phần phía trên này mình sẽ điều chỉnh tùy theo các bạn muốn có cái phần tay xòe rộng như thế nào. Nhớ là hai điểm trên cùng phải nằm trên cùng một đường thẳng. Sau đó tương tự mình cũng vẽ cái phần nẹp liền ở đây. Sau đó các bạn cũng cắt rời phần rập này ra. Tiếp tục gấp đoạn phía trên để mình điều chỉnh. Đây, mình được phần rập như thế này. Cắt xong mình sẽ được một phần tay áo như thế này. Đây là mẫu số 3 sau khi mình đã đính lên áo như thế này. Nhìn chung mình nó cũng khá giống hai mẫu đầu tiên đúng không ạ? Từ phần này trở xuống nó sẽ ôm lấy phần nách áo mình hơn. Thì mình có thể làm cái phần tay ngắn ở đây. Và mẫu này thì nó có cái phần điểm chính giữa hơi dài, thì mình có thể biến kiểu thành là mình cho cái phần chính giữa này lên phía trên, tạo thành hai nếp gấp như thế này. Hoặc là trong video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn với cái dạng này, thì mình có thể biến chuyển cái phần phía trong này tạo thành hình bông hoa. Trong video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tay đổ và có phần xếp ly, tạo cho cái độ nhúng phòng này nhiều hơn. Và có thể biến tấu phát triển những cái phần phía trong này tạo thành hình hoa hồng hoặc là những cái hình khác phía trong này nha. Như vậy mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách phát triển một số mẫu tay, dạng tay đổ sóng. Thì tùy theo chất liệu, tùy theo là dáng tay ngắn, tay dài, tùy theo các bạn muốn có cái phần tay phía dưới ôm hay là có cái rộ rộng phía dưới mà mình sẽ lựa chọn kiểu rã rập cho phù hợp nha. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.